Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 26 tháng 6 năm 2024, trong video hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn thấy được những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2. Hôm nay ở hai trụ chính dây văng B19 và B20 có rất là nhiều sự thay đổi, đặc biệt ở trụ B20, các mũi thi công đang tiến hành lắp đặt cốt thép cho khối K0. Hôm nay thì phải nói có hàng trăm tấn thép đang được lắp đặt trên khối K0 này. Hình dáng của khối K0 thì thấy cũng hơi lạ lạ, thì cũng khác một tí so với khối K0 ở cầu Mỹ Thuận 2 lúc trước. Còn ở phía bên trên thân trụ thì các đơn vị thi công đang tiến hành lắp đặt dàn đà giáo cho dầm ngang thứ 2. Còn phía bên trên đỉnh tháp thì các đơn vị thi công đang hoàn thiện đốt thứ 26 và đã lên xe leo được một bên rồi ạ. Còn ở trụ B19, các đơn vị thi công đang tiến hành lắp đặt ván khuôn cho khối K0. Còn phía bên trên đỉnh tháp thì các đơn vị thi công đang hoàn thiện đốt thứ 23, chuẩn bị cho các quá trình bơm bê tông. Trong video hôm nay thì mình sẽ đi từ hai trụ chính dây văng qua địa phận của cồn Thới Sơn, rồi sau đó là di chuyển tới cầu vượt bắc qua sông Mỹ Tho, cho tất cả quý vị và các bạn thấy được toàn cảnh những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2, cũng như đường dẫn hai đầu cầu phía Bến Tre cũng như là phía xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, thì công tác thi công các trụ phía bên bờ của Tiền Giang hôm nay như thế nào rồi thì mình sẽ cập nhật chi tiết trong video này cho tất cả quý vị và các bạn được biết nha. Vậy thì sau khoảng 2 ngày thì mình không có đến quay phim ghi hình dự án cầu Rạch Miễu 2 hôm nay có gì thay đổi và tiến độ mới nhất hôm nay như thế nào, thì bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nhé. We'll be right back.